Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi qua cái phần cuối cùng của cái query, đó là action query. Thế thì action query á, đó là những cái loại query á mà làm thay đổi cái cơ sở dữ liệu của mình. Thì từ hôm bữa trước tới giờ á, khi mà các bạn tạo cái câu query á, thì những cái câu query mình tạo á thì nó mang tính chất là nó trích dữ liệu ra ha, nó trích lọc dữ liệu, chứ nó không có làm thay đổi dữ liệu trong những cái bảng của mình ở đây. Thế thì bây giờ hôm nay chúng ta nói về action query, đó là những cái query nó sẽ làm thay đổi dữ liệu của mình. Thì trong cái dạng action query chúng ta có 1 2 3 4 4 cái loại action query. Cái loại mà chúng ta thấy là có cái dấu mà chấm than ở phía trước cái loại cái kiểu query á, thì đó là cái action query. Thì chúng ta sẽ có là make table query, một cái câu query dùng để tạo ra một cái bảng mới. Append query là một cái dạng query là nó sẽ đưa cái dữ liệu vào trong một cái bảng có sẵn, thêm dữ liệu vào. Update query là nó sẽ update cái dữ liệu, ví dụ như là bây giờ giá 5.000 thì bây giờ nó lên 5.500. Còn delete query đó là delete dữ liệu ở trong một cái bảng. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi từ từ, từ trái qua phải. Đầu tiên đó là make table query. Thì khi mà chúng ta tạo một cái câu query á, thì các bạn để ý là ví dụ như bây giờ ha, thầy tạo ra một cái câu query, lấy tất cả những nhân viên sinh trong tháng 1 đại loại thế. Rồi thì tất cả những nhân viên sinh trong tháng 1 thì chúng ta cho cái tháng của ngày sinh, chúng ta so sánh với một. Rồi đây là tất cả những sinh viên, tất cả những nhân viên sinh trong tháng 1. Thế thì bây giờ á, thì khi mà chúng ta chạy á, thì các bạn thấy là ở đây chúng ta sẽ có được một cái câu query A1 thế này. Thì đây nó chỉ là một cái câu query mà thôi, và chúng ta muốn xem chúng ta muốn xem cái kết quả thì chúng ta phải click vào câu query và chúng ta phải chạy câu query như thế này. Thì đây là cái câu query. Thế nhưng mà cái dữ liệu của cái query này á thì hiện tại như thế này á, thì các bạn thấy là nó có nhân viên thứ 13 và nhân viên thứ 14. Nhưng mà nếu như các bạn nhân viên của các bạn á bây giờ lại thêm một cái nhân viên khác và nhân viên thứ 16, lấy ví dụ nha, chúng ta có cái nhân viên thứ 16 là Nguyễn Văn A đại loại. Rồi nhân viên thứ 16 tên là Nguyễn Văn A, và ở đây á, là chúng ta cũng cho cái nhân viên đó, chúng ta cũng cho cái nhân viên đó sinh trong tháng 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 1 luôn, ví dụ như năm 95 đi. Rồi thế thì sau khi mà chúng ta đã xong cái này á, chúng ta đã xong cái nhân viên này rồi á, thì bây giờ chúng ta lưu lại. Thì bây giờ á, khi mà chúng ta chạy cái bảng nhân viên lại á, thì các bạn thấy lúc này có thêm nhân viên thứ 16 nữa là Nguyễn Văn A sinh vào cái tháng 1. Thế thì cái kết quả của cái bảng query A1 này nè, nó sẽ phụ thuộc vào cái bảng nhân viên. Sẽ phụ thuộc vào cái bảng nhân viên. Nhưng mà ví dụ như bây giờ chúng ta cần để lưu lại một cái bảng, hoặc là ta in ra cái gì đó, chúng ta muốn có một cái bảng cố định. Những cái người sau vào á thì chưa có cần đưa vào, mà chúng ta phải có một cái quá trình ABC gì đó thì chúng ta mới đưa vào trong những người sinh tháng 1, tháng 2, tháng 3 v.v. Thì ví dụ làm lương chẳng hạn, làm lương tháng 1 và lương tháng 2, lương tháng 3, thì lương của mỗi tháng thì nó sẽ có cố định trong năm. Ví dụ lương tháng 1 thì có nhiêu đây thôi, chứ không lẽ bây giờ tự nhiên tháng 6 có người ba vô, tự nhiên bây giờ làm lương tháng 1 lại có lòi thêm một cái ông tháng 6 nữa trong cái câu query này, không được. Cho nên á, họ sẽ trích xuất cái dữ liệu từ câu query này nè, họ sẽ đem và lưu vào một trong một cái bảng. Thì đó là cái ý tưởng và cái tính chất của cái câu make table query. Rồi thế thì bây giờ chúng ta đã có cái danh sách nhân viên sinh vào tháng 1. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta vô cái make table query. Rồi thì khi mà chúng ta make table query, click vào cái make table query này á, thì các bạn thấy là bây giờ nó sẽ yêu cầu chúng ta đặt cái tên. Tên bảng thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng TBL nha các bạn. Ví dụ như là nhân viên sinh tháng 1 đại loại là như vậy.
và chúng ta sẽ lưu ở trong cái cơ sở dữ liệu hiện tại thế này, bấm ok cái rồi. Thế thì coi như là người ta ok ta chạy nè, nhưng mà sau khi ta chạy xong rồi các bạn thấy là ủa mình tạo table nhưng mà có table đâu, thì các bạn lưu ý là chúng ta thường chúng ta sử dụng ta chạy cái câu query á, thì bọn ta dùng cái lệnh là dataset view vẫn bình thường, nhưng mà đối với tất cả những cái dạng mà query action query á thì bắt buộc chúng ta phải có cái click vào cái nút run như này ha, click vào. Thì bây giờ nó sẽ yêu cầu chúng ta hỏi là bây giờ có ba cái dòng ở trong cái mới trong bảng mới ok không, mà bấm yes cái thì các bạn bấm yes cái á, thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có một cái bảng, và cái bảng này chúng ta thấy đây nó có chứa cái giá trị chúng ta lấy từ câu query ra. Rồi như vậy á, khi mà chúng ta làm max table query thế thì cái việc đầu tiên mà các bạn cần quan tâm đó là chúng ta làm một cái câu query như là một câu query bình thường. Các bạn có thể là select query hay là row stub query, total query hoặc là chúng ta nói top n query gì đó vân vân. Chúng ta cứ làm một cái câu query bình thường. Sau khi mà chúng ta đã có kết quả rồi, chúng ta chạy chúng ta có kết quả rồi thì lúc này chúng ta mới bấm vào cái max table query để chúng ta lấy cái dữ liệu ra. Thì đây là cái cách mà chúng ta làm cái max table query. Chứ bây giờ mà các bạn vô create đúng không? Chúng ta tạo query design rồi các bạn bấm max table query liền á thì lúc này á thì chúng ta vẫn làm được, nhưng mà nó sẽ hơi khó cho chúng ta cho cái vấn đề mà chúng ta thực hiện như thế nào. Thì bây giờ là chúng ta chưa có gì hết để hình dung. Rồi thì đây là cái câu đầu tiên, cái dạng action query đầu tiên, max table query. Thì cái max table query này thầy nhắc lại một tí, đó là các bạn nên làm như một cái câu query thông thường. Sau khi mà chúng ta đã có kết quả rồi, đây thì chúng ta hãy bấm vào cái nút run để anh ta hãy chọn cái max table query và bấm nút run. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái dạng câu query thứ hai, đó là cái dạng câu query append. Thì append query này á thì đây là cái dạng câu query mà nó sẽ lấy dữ liệu từ một cái câu query và đưa vào cái bảng. Ví dụ ở đây chúng ta không lấy cái nhân viên có tháng sinh bằng một nữa, ví dụ chúng ta lấy nhân viên có tháng sinh bằng hai. Bây giờ chúng ta chạy ha, có một nhân viên có tháng sinh là hai. Bây giờ chúng ta muốn đưa cái nhân viên này nè, chúng ta muốn đưa vào trong cái bảng nhân viên có sinh tháng một ở đây, ví dụ thế. Thế thì bây giờ á, để đưa cái dữ liệu từ câu câu query A1 này vào trong đây thì chúng ta bắt buộc ta phải dùng cái append query. Rồi bây giờ chúng ta click vào trong cái append query. Thì khi mà chúng ta click vào append query á thì access nó sẽ hỏi chúng ta là chúng ta lưu dữ liệu, chúng ta đẩy dữ liệu vào trong cái bảng nào, và các bạn lưu ý là cái bảng này phải là các bạn có sẵn. Rồi như vậy ở đây chúng ta muốn đưa vào trong nhân viên tháng 1 thì các bạn click vào trong cái nhân viên tháng 1 này. Rồi sau đó chúng ta sẽ bấm cái nút là ok. Rồi. Thì khi mà chúng ta bấm nút ok rồi á thì ở dưới này á thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có một cái thêm cái dòng nữa, đó là append to. Tức là cái dữ liệu của cái mã nhân viên của cái bảng bên đây nè, dữ liệu của cái mã nhân viên này nè, đó thì nó sẽ đưa vào trong cái cột nào, đưa vào trong cái field nào ở trong cái bảng nhân viên sinh tháng 1 này. Và các bạn cần lưu ý là chúng ta nên đưa vào trong đúng cái dữ liệu của nó và cho nó cùng cái kiểu dữ liệu, chứ bây giờ mà bây giờ các bạn họ ví dụ bên đây đi ha, họ, nhưng mà bây giờ chúng ta đưa vào tên, còn tên thì chúng ta đưa vào họ rồi. Tức là cái họ của bên đây nè, cái họ bên đây là Nguyễn Thị Thanh đây nè, đó chúng ta sẽ đưa vào trong cái tên, vào trong cái nhân viên sinh lớp 1. Thế thì chúng ta đưa vào như vậy á thì nó có được hay là không, thì nó được hay không là liên quan tới cái kiểu dữ liệu của họ và tên. Nếu kiểu dữ liệu của họ và tên nó có cùng kiểu dữ liệu thì ok, chúng ta chuyển đổi qua lại chuyện bình thường, nó hơi dị biệt tí thôi. Thêm cái nữa là ví dụ như họ bây giờ chúng ta cho tối đa 50 mà còn tên chúng ta chỉ cho tối đa có 10 thôi, thì lúc này nếu như mà cái như vậy có sự khác biệt như vậy á là chúng ta sẽ bị hỏng ha. Rồi cho nên ở đây nó sẽ mình sẽ đưa vào ha. Rồi chúng ta bấm nút chạy.
Thì bây giờ nó hỏi là có một dòng nè, có đưa vào trong cái bảng bên đây hay không, chúng ta bấm nút yes. Rồi thế thì do họ và tên đây, các bạn thấy bây giờ mình mở lại cái bảng nhân viên thì các bạn thấy là họ là Thúy nhưng mà tên thì là Nguyễn Thị. Thì do là chúng ta đang để nó có sự khác biệt ở đây ha, họ chúng ta đưa vào tên, các bạn thấy tên chúng ta đưa vào họ. Và lưu ý là đây là một cái ví dụ, nhưng mà khi mà các bạn append cái câu append cái dữ liệu vào á thì chúng ta cố gắng chúng ta nên sử dụng cái tên trường cho nó chính xác. Rồi ví dụ thế, thầy append lại cái đây ha, chúng ta bấm nút run lại cái. Rồi như vậy lúc này các bạn thấy là nhân viên sinh tháng 1 có thêm Nguyễn Thị Thanh Thúy với cái mã nhân viên là 3. Rồi tiếp tục chúng ta thử chúng ta lại thử bấm nút run cái họ có append nữa hay không. Yes. Rồi buồn buồn thấy hoài không được, cứ bấm yes vậy ha, cứ bấm yes từ từ cancel run yes. Như vậy các bạn thấy cứ mỗi một lần mà chúng ta chạy thế này nè thì cái nhân viên sinh tháng 1 này chúng ta lại thêm một cái dòng nữa. Như vậy các bạn thấy là khi mà chúng ta chạy những cái câu mà action query á thì lúc này bắt buộc là chúng ta cần phải lưu ý, bắt buộc chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta đã chạy hay giờ chưa, chúng ta đã thực hiện cái câu query hay chưa. Nếu mà chúng ta thực hiện rồi thì dẫn đến cái tình trạng giống như thế này. Tuy nhiên cái lỗi mà append query á mà nó đưa vào thế này á thì nó không có thường xuyên. Cái lý do là khi mà chúng ta tạo cái bảng nhân viên sinh tháng 1 này nè, chúng ta tạo bằng cái make table query, chúng ta tạo bằng cái make table query ở đây, cho nên á là trong cái bảng nhân viên tháng 1 này chúng ta chưa có khóa. Các bạn thấy có mã nhân viên họ tên ngày sinh nhưng mà chưa có khóa, dẫn đến là bây giờ á nó bị trùng ha, dẫn đến bây giờ là nó bị trùng ở đây, là trùng dữ liệu. Nhưng nếu như bây giờ mà chúng ta đã làm khóa rồi thì chắc chắn là nó sẽ không có tạo ra được. Ví dụ ha, ở đây chúng ta sẽ xóa ba cái dữ liệu này đi ha, delete record, rồi là phải delete từ từ. Rồi nếu như cái mã nhân viên này chúng ta set của nó là primary key, tức là khóa chính, và chúng ta lưu lại. Rồi bây giờ á, thì khi mà chúng ta thực hiện cái câu query append query này á thì lúc này các bạn bắt buộc là chúng ta phải lưu ý là chúng ta phải lưu ý là cái dữ liệu chúng ta nhập vào á nó có bị trùng hay là không. Rồi ví dụ bấm yes cái thì hiện tại nó được, lý do là chúng ta chưa có nhân viên số 3. Bây giờ chúng ta lại bấm tiếp cái run một cái nữa thì bạn thấy có hỏi nè, có open hay không, yes cái thì lúc này nó sẽ thông báo không có có đưa vào được ha, không có đưa vào được. Bởi vì sao? Bởi vì nó có cái key violation, tức là nó có có sự vi phạm về mặt cái key ha. Vậy cho nên đây các bạn thấy á, là nhân viên tháng 1 chúng ta chỉ nhập cái Nguyễn Thị Thanh Thúy lần thứ nhất thôi. Lần thứ hai nếu như mà chúng ta tiếp tục ta chạy á thì do cái mã nhân viên này nó bị trùng, cho nên lúc này chúng ta run thì nó sẽ không được ha, chúng ta run nó không được. Rồi bấm run cái kênh, run lại đây, run nó bị lỗi. Nên các bạn cần lưu ý cái vấn đề này trong cái quá trình mà mình thực hiện á, có thể là có một số những cái record nó dính khóa rồi ha, chúng ta không có đưa vào trong được. Rồi đó là cái vấn đề chú ý thứ nhất của cái append query. Cái vấn đề thứ hai của append query á, các bạn cần lưu ý là khi mà các bạn append vào trong cái bảng nào thì các bạn tắt cái bảng nó đi. Ví dụ bây giờ mình mở song song cả hai cái thì các bạn thấy là nó sẽ không chạy được. Đây là lấy ví dụ ha, chúng ta đây chúng ta bấm nút run thì lúc này nó bảo là cái nhân viên cái bảng tháng 1 rồi nè. Từ từ rồi chúng ta có đây ha, rồi chúng ta sử dụng cái query đây, chúng ta bấm nút lên thì bây giờ nó bảo là ê, cái bảng nhân viên sinh tháng 1 bây giờ đang được mở rồi, đây mình không có sử dụng được nó nữa ha, cho nên ở đây á chúng ta tắt cái này đi thì lúc này chúng ta sẽ tạo được bình thường. Rồi thì đây là cái
Query thứ hai, append query, concatenation query. Thì bây giờ á, cái chú ý của action query, cái chú ý của append query này á, thì nó cũng giống như là cái matchable query. Thì đầu tiên á, đó là chúng ta nên làm một cái câu query thông thường. Sau đó chúng ta mới chọn cái append query này để chúng ta đưa cái dữ liệu vào trong đưa dữ liệu vào bảng. Đó là cái chú ý thứ nhất. Cái chú ý thứ hai á, đó là khi mà chúng ta update á mà nó bị trùng khóa thì chúng ta sẽ, khi chúng ta đưa cái dữ liệu vào mà trùng khóa thì chúng ta sẽ không có đưa dữ liệu vào được. Cái vấn đề thứ ba á, đó là khi chúng ta append query á thì các bạn đừng có mở cái bảng của mình append vào. Rồi thì đó là ba cái lưu ý của cái append query. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái cái câu query thứ ba trong action query, đó là update query. Thì update query đây là cái câu query chúng ta dùng để update một cái giá trị nào đó ở trong record. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy là nhân viên ta sinh tháng 1 nhưng mà tự nhiên có lỗi cái bà này sinh vào tháng ngày sinh vào tháng 2. Ngày sinh là tháng 2. Thế thì bây giờ mình viết lộn, ví dụ như là sinh ngày 27 tháng 1 mà mình viết lộn ngày 27 tháng 2 đi, thì mình sẽ update lại cái này biến thành 27 tháng 1. Rồi. Thế thì bây giờ để update á, thế thì bây giờ á chúng ta sẽ chọn cái update query. No, tắt cái đã. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ chọn cái câu query. Và các bạn lưu ý là ở đây chúng ta chọn luôn cái update query ha. Tại vì update query á, thì nó không giống như hai thằng kia đâu, mà nó phải mở một cái bảng khác. Rồi, ví dụ chúng ta sẽ lấy cái nhân viên sinh tháng 1. Rồi, bây giờ ở đây chúng ta update. Thì ở đây các bạn lưu ý nè, thì nó khi mà chúng ta chọn update query á, thì ở đây nó sẽ có cái phần update to. Tức là cái giá trị mà chúng ta muốn nó là cái gì, update thành cái gì á. Rồi. À, ví dụ như đây chúng ta có mã nhân viên và cái ngày sinh, điều kiện là gì, hồi nãy mình thấy là cái nhân viên số 3 đúng không, mã nhân viên là 3 đúng không, ta update cái ngày sinh cho mã nhân viên thứ 3. Như vậy thì update ngày sinh cho mã thứ 3, như vậy là ngày sinh đó là cái cần update và mã nhân viên là điều kiện, được chưa? Rồi như vậy mã nhân viên mình update cho người số 3 thì cái điều kiện là mã nhân viên số 3, và update to tức là cái giá trị mình update là cái gì. Thì như vậy cái dòng nào, như vậy thì nó update cái dòng nào mà có mã nhân viên là 3 thì ngày sinh sẽ được là như thế này. Đây ví dụ như bây giờ đó là ngày 27 tháng 1 năm 1990, từ từ 1994 đúng không, 27 tháng 1 năm 1994. Rồi các bạn để ý. Lúc này bây giờ mình chạy cái câu query này, lúc mà mình chạy thế này á thì nó nói đây đúng 27 tháng 2 đúng không, nó chưa update. Nhưng mà bây giờ mình bấm nút run cái, thì nó hỏi đây là chúng ta update này mình có update không, thì chúng ta bấm yes cái. Thì bây giờ nhân viên bên đây các bạn thấy là được chuyển sang 27 tháng 1 ngày ngày sinh chuyển sang 27 tháng 1 nha. Rồi như vậy thì cái update query này của mình á thì các bạn chỉ cần lưu ý cái vấn đề đó là cái điều kiện để update nha, điều kiện để update và update thành cái gì. Cái chuyện này đơn giản ha, điều kiện update và update thành cái gì. Bây giờ thầy lấy ví dụ ở đây nó là cái điều kiện với lại cái ngày sinh á, thì ở đây điều kiện với lại cái update á thì nó là hai cái trường khác nhau. Bây giờ thầy muốn sử dụng một cái một cùng trường đi ha. Cùng trường đi. Ví dụ như bây giờ thầy nói về bảng sản phẩm. Sản phẩm các bạn thấy đơn giá bây giờ hiện tại là 5.0 đồng. Hiện tại đơn giá hiện tại là 5.0 đồng. Thì bây giờ thầy muốn update lên thầy muốn update lên tất cả những cái sản phẩm đây nè. Thầy muốn update lên 5%. Bây giờ dịch Covid các kiểu rồi nha, đường chung là giá cả đều tăng thì mình cũng tăng giá, đại loại là như vậy. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm một câu query ha, làm câu mới đi, create query, rồi chúng ta chọn cái query design. Sau đó chúng ta sẽ lấy các bạn sản phẩm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tăng cái gì các bạn? Tăng cái đơn giá, đúng không? Chúng ta tăng đơn giá. Ở đây chúng ta không có điều kiện. Ở đây chúng ta nói là tăng đơn giá tất cả các sản phẩm lên 10%. Đại loại là vậy, nhân 10%. Thế thì các bạn thấy chúng ta không có điều kiện, chúng ta sẽ lấy luôn cái đơn giá là để tăng thôi. Như vậy tăng đơn giá lên 10%, tức là đơn giá mới nó sẽ bằng lại gì các bạn? Đơn giá cũ nhân với 10%.
Không, đơn giá cũ nhân với 110%. Được chưa? Như vậy thì update to là gì? Người ta đơn giá thì đơn giá sẽ bằng là gì? Đơn giá cũ nhân với 1.1, tức là 110% á, nhân với 1.1. Được ha. Các bạn lưu ý nha, đơn giá tăng 10% thì qua đơn giá bằng đơn giá nhân cho 1.1, đơn giá mới bằng đơn giá cũ nhân cho này. Sau đó update ngược lại vào trong cái đơn giá. Rồi, bây giờ khi mà các bạn bấm nút run cái, bấm nút chạy cái, bấm ok cái, thì các bạn thấy chuyện gì nó chẳng xảy ra. Nhưng mà khi mà ông ta qua vào trong cái bảng sản phẩm này rồi á, thì các bạn thấy là nãy 5 đồng đúng không? Thì bây giờ nó là 5.5 rồi. Nhưng mà bây giờ nếu như các bạn chưa có phát hiện được mà các bạn bấm run tiếp cái nữa. Rồi, như vậy là các bạn thấy là từ 5.5 nó lên 6.05. Tại vì 5.5 nhân cho như cho 1.1 á thì nó sẽ ra là 6.05 ở trên này. Cho nên các bạn lưu ý cái phần mà update query á thì chúng ta nên lưu ý ở cái chỗ là bấm update rồi chúng ta kiểm tra lại trước khi mà chúng ta tưởng nó sai, rồi chúng ta bấm update lại lần nữa là nó rất là nguy hiểm. Rồi, như vậy chúng ta đã xong cái câu action query thứ ba ở trong cái query, ở trong cái dạng query này. Thì đối với cái update query này á thì nó có hai cái sự chú ý thôi. Đó là chúng ta lưu ý đó là cái chỗ mà chúng ta update và cái chỗ cái điều kiện, các bạn lưu ý là phân biệt hai chỗ này dành thầy cái ha. Tức là đây là cái giá trị sau khi update là để lấy đơn giá mới bằng đơn giá cũ đúng không? Còn đây là điều kiện để được update. Hiện tại chúng ta không có điều kiện, bài này không có điều kiện ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái cuối cùng đó là delete query. Thì delete query này á thì các bạn lưu ý thì đây là cái dòng, đây là cái câu lệnh chúng ta dùng để xóa cái dữ liệu, và xóa này là xóa nguyên cả một cái dòng nha các bạn. Lưu ý delete query này á đó là chúng ta xóa nguyên một cái dòng thế này chứ không phải là chúng ta chỉ xóa một cái một cái trường của một cái dòng nào đó, tức là xóa xóa nguyên luôn. Rồi thầy lấy ví dụ ở đây chúng ta xóa đi bảng nhân viên đâu nhỉ? Đây. Ví dụ chúng ta sẽ xóa đi cái Nguyễn Văn A ở đây ha, nãy giờ mình nhập lộn nãy đó. Rồi. Thì bây giờ số 16 Nguyễn Văn A. Thì bây giờ chúng ta tạo câu query ha. Create rồi query design chúng ta bảng nhân viên. Rồi, bây giờ chúng ta muốn xóa cái khi mà chúng ta chọn cái delete query này á thì các bạn thấy ở đây á là cái chỗ delete này nè. Thì nó có where với lại là from. Rồi, thì các bạn lưu ý where đó là cái thường thường đó là cái điều kiện ha các bạn. Lưu ý nhưng mà where điều kiện. Ví dụ như bây giờ chúng ta xóa cái nhân viên có mã nhân viên là 16 thì các bạn thấy điều kiện là ở đây. Where mã nhân viên bằng 16. Được chưa? Delete các bạn nhớ where là điều kiện đó. Điều kiện. Rồi bây giờ chúng ta thử chạy nha. Bấm nút run cái, bấm nút yes. Rồi các bạn thấy quay qua bảng nhân viên. Cái bảng cái nhân viên thứ 16 là chúng ta đã bị xóa rồi.